Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 22 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 77 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đội quân anh hùng bách chiến bách thắng có nhiều chiến công hiển hách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những ngày này, bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, lực lượng quân đội vẫn đang tích cực tham gia trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Thay mặt những người làm chương trình, xin gửi lời chúc mừng, sự tri ân sâu sắc, tình cảm chân quý đối với các thế hệ anh bộ đội Cụ Hồ. Chúc các anh cùng những lực lượng tuyến đầu sớm chiến thắng đại dịch COVID-19, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra việc chuẩn bị cho lễ khởi công hai công trình giao thông trọng điểm. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm tặng quà các giáo xứ chức sắc công giáo và giáo dân nhân dịp Giáng sinh. Lực lượng quân đội nơi tuyến đầu chống dịch, phóng sự nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Hưng Yên, điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu chúc mừng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả và thành tích lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp, bộ đội Cụ Hồ, tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, tham mưu hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, cùng các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19, ngăn chặn khống chế hiệu quả dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra việc chuẩn bị cho buổi lễ khởi công hai công trình giao thông trọng điểm dự kiến diễn ra vào sáng mai 23 tháng 12. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến kiểm tra thực tế vị trí dự kiến chuẩn bị làm lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông xây dựng Hưng Yên làm chủ đầu tư và tuyến đường bên nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Sau khi khảo sát kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với nhà thầu và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất những phần việc chuẩn bị cho lễ khởi công trên tinh thần trang trọng, chú đáo, an toàn, chặt chẽ, tiết kiệm, rà soát các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện trọng đại này, trong đó có công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự án xây dựng tuyến đường bên nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình có chiều dài toàn tuyến trên 20 km với tổng mức đầu tư trên 1.400 tỷ đồng. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên có tổng chiều dài toàn tuyến 33,5 km với tổng mức đầu tư gần 2.900 tỷ đồng. Dự kiến, lễ khởi công sẽ diễn ra vào 7 giờ sáng ngày 23 tháng 12 tại vị trí khu công nghiệp Thăng Long 2 thuộc xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Ban tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên vừa ra thông cáo báo chí về việc tổ chức lễ khởi công hai công trình giao thông trọng điểm, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án lớn và ký bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với một số đối tác nước ngoài nhằm chào mừng kỷ niệm các sự kiện trọng đại này. Thông cáo nêu rõ thiết thực chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên,
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trọng thể tổ chức lễ khởi công hai công trình giao thông trọng điểm là dự án nâng cấp mở rộng đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài và dự án tuyến đường bên nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Việc xây dựng hai tuyến đường được kỳ vọng tạo nên bước đột phá mạnh mẽ, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh Hưng Yên theo hướng hiện đại, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới. Bên cạnh đó, tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho một số dự án lớn với tổng vốn đăng ký chiếm khoảng 1/4 tổng vốn thu hút đầu tư của tỉnh sau 25 năm tái lập. Trong đó, có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sạch, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp số 3, dự án khu đô thị sinh thái Dream City, khu đô thị Đại An. Trong dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác với quỹ đầu tư TAM và công ty Sakai Corporate Advisory là đại diện liên danh các nhà đầu tư Singapore và nghiên cứu khảo sát hỗ trợ cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho tỉnh Hưng Yên xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ứng dụng công nghệ cao, quản trị hiện đại và một số dự án đầu tư lớn. Tỉnh Hưng Yên cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, đẩy mạnh các hợp tác liên kết vùng trên cơ sở hài hòa lợi ích. Thưa quý vị và các bạn, trong chuỗi các hoạt động này vào 9 giờ sáng mai, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ truyền hình trực tiếp lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho một số dự án lớn và ký biên bản ghi nhớ hợp tác với một số nhà đầu tư nước ngoài. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành luật phòng chống ma túy, công tác phòng chống dịch COVID-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các cơ quan chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy cần nắm chắc các điểm mới của luật phòng chống ma túy triển khai đến cơ sở trước ngày có hiệu lực mùng 1 tháng 1 năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng quán triệt một số nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, nhất là giám sát phát hiện sớm, điều trị giảm bệnh nặng, tử vong và đẩy mạnh tiêm chủng, sẵn sàng đối phó với biến chủng mới, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, phát hiện những vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang đến gần. Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa đến thăm tặng quà và chúc mừng các chức sắc, đồng bào Công giáo tại Giáo xứ Cao Xá, huyện Phù Cử và Giáo xứ Ngọc Đồng, huyện Kim Động. Tại các nơi đến thăm tặng quà, đồng chí Quách Thị Hương gửi lời chúc tốt đẹp tới các vị chức sắc và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, đầm ấm, đồng thời mong muốn các chức sắc và giáo dân luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, chung tay phòng chống dịch COVID-19, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đến thăm tặng quà và chúc mừng các chức sắc đồng bào Công giáo tại Giáo xứ thành phố Hưng Yên. Tại buổi đến thăm và tặng quà, đồng chí Nguyễn Duy Hưng thông tin những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021, kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tình hình phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong thành công chung của tỉnh có sự đóng góp của các chức sắc đồng bào Công giáo. Đồng chí chúc các chức sắc đồng bào Công giáo đón một mùa Giáng sinh 2021 vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Mong muốn các chức sắc và đồng bào Công giáo trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, sống tốt đời đẹp đạo. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Quế Châu cũng đến thăm tặng quà chúc mừng các linh mục, chức sắc Công giáo tại các giáo xứ trên địa bàn huyện và tặng 20 phần quà cho giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Đây là hoạt động thường niên của huyện Quế Châu nhằm thể hiện sự quan tâm tới các giáo xứ và giáo dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở Hưng Yên, màu xanh áo lính của các cán bộ chiến sĩ quân đội luôn xuất hiện trên tuyến đầu chống dịch. Họ đã góp phần quan trọng vào việc khống chế, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 22 tháng 12. Cơ sở cách ly tập trung số 2 của tỉnh tại Trường Đại học Thủy Lợi trên địa bàn huyện Tiên Lữ từ đầu tháng 12 được chưng dụng làm cơ sở thu dung điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Tại đây, 62 cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia thành 2 tổ phục vụ. Tổ vòng ngoài thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn, tiếp nhận, vận chuyển nhu yếu phẩm cho bệnh nhân. Tổ vòng trong đảm nhiệm việc nấu ăn, phục vụ. Hàng ngày các chiến sĩ đảm nhiệm cung cấp 3 bữa ăn, mỗi bữa khoảng 1.200 suất ăn cho bệnh nhân. Anh em cũng xác định cuộc chiến này là cuộc chiến rất lâu dài, rất khó khăn và rất gian khổ. Quyết tâm đồng lòng cùng với lực lượng y tế và công an cũng như các lực lượng khác là xác định chiến thắng dịch bệnh, đẩy lùi cái dịch bệnh sớm và đưa lại cái cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trung đoàn 126 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nằm trên địa bàn huyện Ân Thi, đơn vị được giao nhiệm vụ cách ly cho công dân Việt Nam từ nước ngoài về. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 26 đợt cách ly cho gần 5.000 công dân Việt Nam từ nước ngoài về. Chúng tôi luôn xác định là việc phòng dịch hơn chống dịch. Chống dịch thì như chống giặc. Do đó thì Đảng ủy chỉ huy cũng như mọi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn luôn quyết tâm cao và xác định đây là một nhiệm vụ chính trị, là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Quán triệt nhắc nhở để mỗi cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc trách nhiệm, vinh dự của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Gần 2 năm qua, kể từ khi xuất hiện dịch COVID-19, ngoài việc sẵn sàng chiến đấu thì quân đội luôn là lực lượng cùng tham gia vào tuyến đầu chống dịch. Từ tham gia thiết lập khu vực cách ly, phong tỏa, lập và duy trì chốt kiểm soát, cho đến chủ trì, thiết lập, điều hành các khu cách ly tập trung và cơ sở điều trị. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn xuất hiện trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ và hiểm nguy nhất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn số 3247 về việc khắc phục những tồn tại hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hiệu quả quản trị hành chính công. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành của tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện những chỉ thị của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số PAPI của tỉnh Hưng Yên, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch và nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, căn cứ kết quả đánh giá, công bố chỉ số cải cách hành chính và chỉ số PAPI để ra soát đối chiếu các lĩnh vực tiêu chí thực hiện chưa tốt, tham mưu đề xuất giải pháp, tổ chức khắc phục ngay những tồn tại hạn chế, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả khắc phục. Các đơn vị được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao thực hiện hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh, chủ động triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá trực tiếp các lĩnh vực được giao, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. Vị trí địa lý, hạ tầng cơ sở thuận lợi chỉ là yếu tố cần để thu hút các nhà đầu tư. Bởi cải cách thủ tục hành chính, tạo đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng mới là các cơ sở quan trọng để các dự án lớn tìm đến Hưng Yên. Năm 2008, khi dự án khu công nghiệp Minh Đức đầu tư vào địa bàn, nhà ông Chuẩn và bà Thảnh đã phải vận động gia đình di dời gần 20 ngôi mộ, giải tỏa hơn 1 hectare trang trại đang cho thu lãi 120 triệu đồng một năm để phục vụ dự án. Mọi người hiểu và đồng tình để ủng hộ. Với lý do là có khu công nghiệp Minh Đức vào thì đời sống nhân dân mới được phát triển, thì sẽ tạo điều kiện công ăn việc làm cho thanh thiếu niên. 100% coi như là chấp hành là thôi, để cho khu công nghiệp dự án về, để cho dân trí mình phát triển lên. Bây giờ mình làm một tháng ở công ty này thì bằng mình cấy gần một năm. Khi mới tái lập tỉnh Hưng Yên năm 1997, công ty ống thép Hòa Phát là một trong 5 doanh nghiệp đầu tiên đầu tư tại thị trấn Như Quỳnh. Đến nay, Hòa Phát là tập đoàn đa ngành với 12 công ty đầu tư vào tỉnh Hưng Yên, mỗi năm nộp ngân sách cho tỉnh gần 1.000 tỷ đồng. Nên tôi cũng lựa chọn rất là kỹ các cái vị trí cũng như các chính sách ưu đãi, và tôi thấy là với cái quỹ đất ở tại mặt đường 5 ở tại Như Quỳnh và Nam Hưng Yên là một vị trí rất là thuận lợi cho việc mà nhập nguyên liệu cũng như phần mà bán thành phẩm đi khắp các khu vực các tỉnh phía Bắc. Năm 2017, tập đoàn Viglacera được chính phủ chấp thuận cho đầu tư xây hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ với diện tích 280 ha chia làm 3 giai đoạn.
nhà đầu tư đang hoàn thiện giai đoạn 2 với diện tích thu hồi được khoảng 80% tổng diện tích. Đã có 36 doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp. Vị trí địa lý, môi trường đầu tư của tỉnh Hưng Yên là so với các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam và Vĩnh Phúc là cũng tốt, tay nghề người lao động cũng như là lực lượng lao động tại Hưng Yên đáp ứng rất là dồi dào. Dựa trên những yếu tố đấy, chúng tôi đã lựa chọn Hưng Yên để đầu tư kinh doanh hạ tầng khu nghiệp để thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư. Năm 2021, Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thêm 4 khu công nghiệp vào danh mục khu công nghiệp Việt Nam. Mới đây, trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ký kết bản ghi nhớ mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 với tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. Tập đoàn LH của Hàn Quốc quyết định đầu tư vào khu công nghiệp Lý Thường Kiệt phát triển thành phố thông minh. Năm 2021, tuy ảnh hưởng của dịch COVID-19, song đã có 52 doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp của Hưng Yên với tổng số vốn 600 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi thực hiện các biện pháp cải cách, cắt giảm các thủ tục hành chính, trong đó là áp dụng cấp độ 3, cấp độ 4. Ví dụ như chúng tôi là khuyến khích là nộp hồ sơ qua mạng hoặc là nộp hồ sơ qua bưu chính viễn thông để giảm thời gian tiếp xúc cũng như là giảm thời gian đi lại của doanh nghiệp. Thu hút các dự án lớn có giá trị gia tăng cao, Hưng Yên đang thực hiện mục tiêu là tăng thu ngân sách và sớm trở thành tỉnh công nghiệp như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Sáng nay, Ngân hàng HD Bank chi nhánh Hưng Yên tổ chức khai trương phòng giao dịch tại khu đô thị Lạc Hồng Phúc, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Đây là phòng giao dịch thứ 3, trực thuộc chi nhánh Ngân hàng HD Bank Hưng Yên. Việc mở rộng mạng lưới phục vụ qua các phòng giao dịch không chỉ giúp người dân địa phương được tiếp cận với dịch vụ ngân hàng mới, hiện đại, mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng được nhanh chóng và hiệu quả, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Cũng nhân dịp này, HD Bank dành 100 suất quà tặng cho các khách hàng đến giao dịch tại phòng giao dịch mới. Đây là những hình ảnh thị trấn Văn Giang thời điểm mới tái lập năm 2000. Còn đây là hình ảnh tư liệu dự án khu đô thị Eco Park Văn Giang trước khi khởi công xây dựng. Khi đó, toàn bộ dự án có diện tích gần 500 hectare, chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp của các xã Phụng Công, Xuân Quan, Cửu Cao và thị trấn Văn Giang. Thời điểm năm 2009, khi bắt đầu triển khai dự án, đã gặp không ít khó khăn về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cùng những băn khoăn, nghi ngại về năng lực của nhà đầu tư. Chúng tôi thấy rằng về phần cán bộ đảng viên, là nói chung là họ cũng rất là yên tâm và rất là ủng hộ cái chủ trương lớn này. Thế nhưng mà người ta chỉ có mỗi cái là băn khoăn là cái dự án này ấy, là nó quá lớn như thế. Liệu rằng công ty ấy, liệu có khả năng là đáp ứng được cái nhu cầu ấy, mà theo như dự án đã công bố. Thưa quý vị và các bạn, nơi đây nếu như cách đây gần 20 năm là những hình ảnh ruộng đồng như trên những thước phim tư liệu mà chúng tôi vừa mới cung cấp, thì ngày hôm nay một diện mạo hoàn toàn mới trên quê hương Văn Giang nói chung và nơi đây khu đô thị Eco Park nói riêng. Ngày hôm nay mọi người đến thăm Hưng Yên không chỉ bởi đây là quê hương của nhãn ngọt sen bùi, đến để thăm thú trải nghiệm du lịch tâm linh với một hệ thống di tích lịch sử văn hóa đặc sắc của một vùng quê từng nổi danh thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến, mà còn bởi đến đây để cảm nhận về một vùng quê phát triển năng động với một khu đô thị hiện đại bậc nhất cả nước với một không gian sống xanh ấn tượng như thế này. Với quyết tâm cao của tỉnh Hưng Yên, sự cố gắng nỗ lực của nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng, nhất là sự đồng thuận của đa số nhân dân vùng dự án. Qua hơn 10 năm triển khai xây dựng, đến nay, khu đô thị Eco Park Văn Giang trở thành một trong những dự án bất động sản cao cấp hiện đại nhất của cả nước. Tổng mức đầu tư 6 tỷ đô la Mỹ, xây dựng 13 tòa chung cư với 1.500 căn hộ, hơn 300 căn biệt thự nhà vườn, biệt thự đảo, cùng hệ thống trường học, bệnh viện, nhà hàng và các khu vui chơi giải trí. Nhiều gia đình thuộc 4 xã thị trấn vùng dự án có con em đã trở thành những công nhân của khu đô thị với thu nhập ổn định, tạo ra một môi trường phát triển năng động thu hút đầu tư vào địa bàn. Bạn bè hỏi là cảnh này đẹp ở đâu đấy, họ cứ hỏi ở nước nào, anh bảo không, ở đây ở Việt Nam đấy.
So the first step to Echo Park, the world is very, very different from others. The roads, the greenery, or big lake. I have never seen this kind of places in Japan. Có thể nhận thấy với quyết tâm cao và chủ trương đúng, chúng ta đã biến quyết tâm và khát vọng thành hiện thực. Minh chứng là giờ đây huyện Văn Giang được biết đến là cực kinh tế phát triển của tỉnh Hưng Yên, với thế mạnh là phát triển các khu đô thị thương mại cao mang tầm vóc của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tuyến đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội, thì việc hình thành và phát triển những khu đô thị khang trang hiện đại bậc nhất cả nước như thế này, với không gian sống xanh ấn tượng, là một yếu tố vô cùng quan trọng để thúc đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa hiện đại hóa của Hưng Yên. Và đây cũng chính là điểm để ghi dấu ấn về một sự phát triển năng động của vùng quê văn hiến cách mạng. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Trong một cuộc họp với Bộ Quốc phòng mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục gửi lời cảnh báo tới Mỹ và các đồng minh của Mỹ rằng nước Nga sẽ không thể lùi bước nữa nếu các vũ khí của phương Tây được triển khai ở Ukraine. Lãnh đạo Nga Putin bày tỏ vô cùng lo ngại về việc Mỹ triển khai các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa ABM tại Romania và dự kiến triển khai ở Ba Lan. Lãnh đạo Nga nhấn mạnh, nếu những loại vũ khí này tiếp tục dịch chuyển và xuất hiện ở Ukraine, thì thời gian bay của tên lửa đến Moscow sẽ giảm còn khoảng từ 7 đến 10 phút, và nếu vũ khí siêu thanh được triển khai thì chỉ còn 5 phút. Đối với Nga, đây là một thách thức nghiêm trọng, một thách thức an ninh. Tổng thống Nga cảnh báo, một khi vũ khí của phương Tây xuất hiện ở Ukraine, đồng nghĩa Nga không còn đường lùi. Ngày lễ Giáng sinh đang đến gần trong sự lây lan ngày càng nhanh chóng của biến thể Omicron, và thực trạng này khiến các quốc gia châu Âu phải ra lệnh siết chặt các biện pháp hạn chế tụ tập đông người. Giới chức Thụy Điển đã quyết định giới hạn tối đa 50 người trong những cuộc tụ tập, đa số người lao động chuyển sang làm việc tại nhà. Tại Đức, chính phủ cấm tụ tập hơn 10 người trong nhà lẫn ngoài trời, đóng cửa các câu lạc bộ đêm, giới hạn số người đến sân vận động và các sự kiện văn hóa. Cùng ngày, chính phủ Bồ Đào Nha theo chân các nước công bố một loạt các biện pháp giới hạn để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới, sau khi gần 50% số ca mới đều là Omicron. Các biện pháp bao gồm đóng cửa toàn bộ các quán bar, câu lạc bộ hoạt động về đêm, chuyển sang làm việc tại nhà, tổ chức xét nghiệm trước khi đến rạp hát, sân vận động, nhà hàng cho mùa Giáng sinh. Còn tại Đông Nam Á, để đối phó với số ca mắc Omicron ngày càng gia tăng, Thái Lan quyết định tạm dừng chương trình nhập cảnh không cần cách ly. Theo đó, chính phủ Thái Lan đã quyết định áp dụng trở lại quy định cách ly từ 7 đến 10 ngày với du khách nước ngoài, đồng thời tạm dừng chương trình nhập cảnh không cần cách ly với du khách nước ngoài lẫn công dân Thái Lan về nước từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1 năm sau. Tổng số ca mắc biến thể Omicron ở Thái Lan hiện đã lên đến gần 100 ca. Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng gần 2,2 triệu ca mắc COVID-19 kể từ đầu dịch, trong đó có hơn 21.400 ca tử vong. Cục điều tra dân số Mỹ vừa qua công bố số liệu cho thấy dân số nước Mỹ chỉ tăng 0,1% trong năm qua, đánh dấu tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất kể từ khi quốc gia này được thành lập. Theo đó, dân số nước Mỹ đã tăng 392.665 người trong năm qua và trở thành năm đầu tiên kể từ năm 1937, dân số quốc gia này tăng dưới 1 triệu người. Cục điều tra dân số Mỹ cho biết tốc độ tăng trưởng dân số chậm kỷ lục có thể do việc giảm di cư quốc tế, giảm mức sinh và tăng tỷ lệ tử vong, với một phần là do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Cục điều tra dân số lưu ý rằng tăng trưởng dân số của Mỹ đã giảm trong một số năm gần đây. Ngân hàng Trung ương Israel vừa ra mắt đồng xu đặc biệt để vinh danh các nhân viên y tế của nước này vì những đóng góp của họ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Theo thông báo của Ngân hàng Trung ương Israel, hơn 2 triệu đồng tiền xu được phát hành từ ngày 21 tháng 12. Đồng xu này có hình ảnh một bác sĩ đang khám bệnh cho bệnh nhân. Đồng xu vinh danh các y bác sĩ Israel cũng đồng thời chuyển đi thông điệp rằng Israel đang có một hệ thống y tế công cộng tuyệt vời với sự cống hiến và cam kết đặc biệt trong cuộc đấu tranh không nhượng bộ vì mọi bệnh nhân trong những điều kiện phức tạp và không chắc chắn. Theo thống kê, Israel tới nay đã ghi nhận tổng cộng 1,3 triệu ca mắc COVID-19 và 8.232 ca tử vong. Thủ tướng Israel cho biết nước này đang trong đợt dịch COVID-19 thứ 5 và lần này là do biến thể Omicron. Trong bộ áo choàng đỏ ấm áp, chân đi ủng cùng bộ râu giả trắng muốt trên cằm, một ông già Noel đang tạo nên bầu không khí náo nhiệt, vui tươi khi tới tặng quà cho trẻ em ở một khu ổ chuột tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Ông già Noel
đến với tiếng reo hò vui mừng của trẻ em tại khu ổ chuột City of God. Ông già Noel đã phát đồ chơi, thức ăn cho các trẻ em là con em các gia đình chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, tình trạng lạm phát phi mã, thất nghiệp và nhiều năm bất ổn do bạo lực gia tăng trong các băng nhóm tội phạm. Các em nhỏ vây quanh chờ nhận quà và ôm ông già Noel đầy trìu mến. Ông già Noel tốt bụng nhấn mạnh rằng trẻ em nơi đây thực sự cần những món đồ chơi như vậy, bất chấp việc City of God là một trong những khu ổ chuột nguy hiểm nhất của thành phố Rio de Janeiro. Tập đoàn hàng không ASL của Bỉ vừa cho ra mắt hai chiếc máy bay điện hai chỗ ngồi hạng nhẹ Velis Electro. Đây là hai chiếc máy bay điện đầu tiên của Bỉ và là những chiếc máy bay điện duy nhất được chứng nhận trên thế giới. Dự kiến, những chiếc máy bay trên sẽ được sử dụng để đào tạo phi công. Chủ tịch tập đoàn hàng không ASL cho biết, giá thành của mỗi máy bay là gần 224.000 USD. Trong 5 năm tới, máy bay điện của tập đoàn có thể di chuyển quãng đường 500 km với khoảng 10 hành khách trên máy bay. Ngoài ra, ASL cũng đã chính thức khánh thành một nhà ga hàng không thương mại với vốn đầu tư 7,8 triệu USD. Sân bay trên dự kiến sẽ mở cửa 24/7 và được đánh giá là sẽ rất hiệu quả. Phần tin quốc tế cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.